Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì Genshin Impact 9 giờ sáng nay mới được ra một cái sự kiện mới các bạn. Sự kiện có tên là Khúc Ca Vang Trong Rượu các bạn. Thì cái này là một chuỗi sự kiện nha các bạn. Thì bây giờ là mình đang làm cái web để nhận nguyên thạch nha. Mình thấy nó cũng khá là dễ chơi các bạn. Bao gồm những cái nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như là nhiệm vụ phòng chống thiên tai nè, đi săn heo đó, với lại phòng chống thiên tai mùa thu nè các bạn. Với lại một cái nhiệm vụ thì ngày hôm nay nó mới mở có hai cái thôi, chỉ là thí luyện của gió với lại săn heo, hai cái đó các bạn. Vậy thì bây giờ là mình sẽ đi, còn mấy cái kia thì nó mở sau nha. Bây giờ là mình sẽ đi làm nhiệm vụ, mình làm cái nhiệm vụ săn heo trước nha các bạn. Ảo ảnh trong rừng nè các bạn ơi. Rồi mình dịch chuyển qua bên đây đi cho nó lạ nha các bạn. Rồi khi mà các bạn dịch chuyển qua tới bên đây á thì các bạn đi lại nói chuyện với NPC, khúc này cắt bỏ nha các bạn. Vô vấn đề chính đi cho nó khỏi gườm gà, tại vì nhiệm vụ nó rất là dễ thôi. Đây nè các bạn, bây giờ là giai đoạn xua đuổi nha các bạn. Thì bây giờ là các bạn phải đi, các bạn đánh những cái con heo nhỏ, con heo lớn hoặc là con heo băng tuyết, con heo tuyết các bạn. Thì nói chung là các bạn phải đánh hết. Thì khúc khúc này mình chưa hòa nhập được, bây giờ là mình đi đánh nó nha các bạn. Thì trong quá trình đánh đó thì mình có thể mình lụm những cái vật phẩm mà nó hỗ trợ mình. Thí dụ như là cái cục vàng vàng này các bạn. Nè các bạn nhặt ra đúng không? Sau đó là các bạn đánh những con heo thì nó sẽ mau hơn, nó sẽ đánh phụ mình. Hả? Đơn giản thôi, nhưng mà các bạn đánh con heo càng lớn thì được được điểm càng cao. Nhưng mà cần gì điểm cao? Mình thấy là chỉ cần 30 giây thôi là anh em kiếm được rồi. Cái điểm mà nhận full là 2.000 các bạn. Nhận full là 2.000 mà bây giờ mình đánh mới có chút xíu mình được 1.700 rồi. Thì rất là dễ thôi, các bạn cứ cố gắng đánh những con heo lớn này, càng lớn càng tốt. Hình như là cái con heo nhỏ được 50 điểm các bạn. Con heo lớn thì được 100, còn con heo kia 400 thôi. Đúng rồi, con heo lớn được 100, còn con heo tuyết, để mình coi con heo tuyết được nhiêu nha. Con heo tuyết từ từ để mình chém. Không, các bạn đánh thường rất là lâu, nhưng mà các bạn dụ con heo tiết á vô những cái bẫy nè, nó ở đây nó có cái bẫy nè, các bạn dụ nó vô những cái bẫy nha các bạn. Con heo tiết cao điểm lắm anh em, nhưng mà thôi cần 2.000 là đủ rồi các bạn. Mình được 4.004 điểm nha các bạn. Ok bây giờ mình vô mình cho các bạn coi nè, thì 2.000 điểm là nó full rồi các bạn. Để các mình nhận được bao nhiêu nguyên thạch ha. Rồi mình mở cái chi tiết sự kiện nè. Hai cái này mấy ngày sau nó mới mở nha các bạn, 2 ngày sau nó mới mở các bạn ha. Rồi ok nè các bạn, nhận được tổng cộng là cũng vẫn là ba học này được 70 nguyên thạch các bạn, 70 nguyên thạch nha các bạn. Rồi bây giờ là mình đến cái thí luyện của gió mà làm nhiệm vụ ha. Cái thí luyện của gió này thì mình làm một hai cái mình skip rồi các bạn, nó khá là đơn giản. Các bạn tìm cái chỗ khiêu chiến thôi, các bạn đi đến cái điểm chỉ định. Sau khi mà nói chuyện với NPC xong á thì các bạn sẽ đi đánh cái nhóm đạo bộ đoàn nè các bạn. Thì đơn giản thôi các bạn ơi, thì các bạn nhớ là nhặt những cái hạt như là những cái hạt gió nha các bạn, những cái hạt phong xung quanh đó các bạn. Rồi các bạn nhặt thôi, các bạn nhặt thì nó sẽ giúp các bạn đánh, có thể là gom quái lại nè, có thể là giúp các bạn tăng sát thương tà lẹt me hết. Nói chung là rất là đơn giản thôi, vậy thôi. Nhưng mà cái này nó hơi phức tạp là mình phải chạy rất là lâu các bạn, mình không thích những cái nhiệm vụ như vậy tí nào. Khi mà đánh xong thì có cái ngọn gió bay lên này các bạn, thì các bạn bay lên và các bạn nói chung là các bạn cứ bay theo cái đường gió nha, để mình qua tới cái chỗ khiêu chiến tiếp theo. Rồi cắt bỏ khúc này nha bạn, từ khúc này trở đi là không có quay nữa nha, tại vì đánh nhau không à. Mà đánh nhau thì tôi tin khả năng của các bạn mà, nó đơn giản thôi, cái này nó dễ, nó cũng không có gì, nó giống như là mình đánh chơi ỷ thác thôi. Rồi đây là sau khi mình thí luyện thành công thì ra mình nhận thưởng nha các bạn. Các bạn đang thắc mắc là cái thùng mà xanh xanh là cái gì đúng không? Thì các bạn nhận xong hết trơn rồi các bạn vào cái chỗ độ náo nhiệt của lễ hội để các bạn nhận cái cây thương nha các bạn. Mũi nhọn của gió, quá ngon, quá tuyệt vời luôn các bạn. Một cái cây thương 4 sao free trong 10 giây sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12%, tinh thông nguyên tố tăng 48 điểm.
Với lại chúng ta nếu mà chúng ta làm đầy đủ cái nhiệm vụ á các bạn, thì mình nhận được những cái nguyên liệu mà để năng tinh luyện cái cây mũi nhọn của gió này luôn nha các bạn, khá là ngon các bạn. Với lại vàng mình thấy cũng mua ra, mình thấy cũng khá là nhiều. Rồi ok, vậy là kết thúc rồi nha. Rất là đơn giản, cái này là một video giới thiệu cho các bạn thôi, chứ thật sự là những cái nhiệm vụ của nó khá là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì bye bye. Các bạn nhớ là cho mình xin một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.